Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay Phương xin giới thiệu đến quý vị một căn nhà khác tại thành phố Fountain Valley. Căn nhà này được rao bán là 1.425.000, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1.600 square feet, lot size là 6.000 quý vị. Nhà này nằm trong khu vực cũng rất tốt của thành phố Fountain Valley. Kế bên những cái căn nhà mà Phương bán hồi tháng 1, tháng 2 đó, khu này thì Phương biết khá là rõ ha. Đường cái là căn nhà này họ đã remodel lại everything rồi. Nhìn rất là đẹp quý vị, rất là dễ thương. Vị trí rất là thuận tiện nha. Thì bây giờ Phương sẽ đi một vài khung cảnh bên trong và bên ngoài, đưa đến cái chi tiết, cái nhận xét của Phương về căn nhà này đến cho quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong một vài giây. Ok quý vị, Phương đang đứng ở phía bên ngoài căn nhà này, đang đứng ở trước nhà. Đây là một căn nhà rất là dễ thương mà Phương cũng rất là thích. Nhà đã được remodel hoàn chỉnh từ bên trong ra bên ngoài quý vị. Khu vực hàng xóm rất là yên tĩnh và an ninh. Hệ thống trường học ở đây là rất là tốt. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều 8/10 hết trơn quý vị. Ở đây có cái trường học mà high school đó là Fountain Valley High School đó là 9/10 nha quý vị ha. Đó. Nhà này thì nằm ngay đường Ellis với đường Magnolia, vị trí rất là thuận tiện. Ra freeway 405 thì chừng 5-10 phút thôi, chạy thẳng Magnolia về Bosa chừng 10 phút thôi quý vị. Từ đây ra Huntington Beach thì tầm 15 phút quý vị ha. Bởi vậy ở đây là cái khu vực khí hậu mát mẻ quanh năm, khí hậu rất là ôn hòa. Rồi, bây giờ Phương đi vào bên trong nha quý vị ha. Vị trí ở đây là gần chợ Việt Nam nè, gần khu vực ăn uống nè, Phương rất là thích. Ok, đây là khu vực bên trong. Thì khi mà mình đi từ cái cửa chính mình đi vào đó, bên này là mình thấy là mình sẽ gặp cái phòng living room đầu tiên, rồi kitchen nằm phía bên này đó phía sau, rồi kế đến là dining room hay quý vị ha, rồi quẹo phải có cái hallway mình đi xuống là toàn bộ phòng ngủ, phòng tắm nằm bên phía bên này. Đây là một cái thiết kế nhà mà Phương rất là thích, là tại vì cái floor plan của nhà này á là open space nè, không gian mở nè quý vị. Rồi những cái đồ đạc mà họ sửa trong nhà này nhìn cũng rất là bắt mắt ha. Cái người seller họ có một cái con mắt rất là tinh tế nè, họ thiết kế design cái nhà này theo cái kiểu đơn giản thôi nhưng mà nhìn vô rất là đẹp, dễ thương và hiện đại theo đúng cái tiêu chuẩn của những người của cái thị hiếu sau này ha. Đó, quý vị thấy là cái trần cái nhà khu bên này là trần cao nè, đó là cái mình muốn. Từ phòng khách và cái kitchen là rất là thoáng quý vị ha. Cái kitchen là cái mà Phương thích nhất, là họ làm rất là tỉ mỉ, đâu đó đàng hoàng nè. Đó, từ kitchen cabinet, kitchen countertop rất là đẹp, giống hệt như những cái nhà mẫu mà mà những cái builder mà họ bán nhà mới đó ha. Cái này là họ sửa cũng là không khác gì nhà mới luôn quý vị ha. Từ sàn nè ha, rất là đẹp, cái màu họ phối ha, rất là sáng sủa nè. Tường họ cũng sơn màu trắng nè, thành ra là tạo cho cái nhà mình nó rất là bắt mắt ha. Bên này thì mình có phòng ngủ và phòng tắm nè quý vị. Đó, toàn bộ bên này thì nó tạo cho mình một cái không gian riêng tư ha, nó riêng biệt ra. Đó, gara ở phía trước mình có hai xe gara ha. Rồi, bây giờ Phương sẽ đi đến từng cái phòng ngủ và phòng tắm cho quý vị ha. Phải nói sao ta, cái giá thị trường của cái khu vực này đó nó tầm cũng khoảng 1.4 triệu cho đến 1.5 triệu quý vị. Có cái khu mà có một cái khu mới kế bên đó, Phương bán cách đây 2 tháng là của Lenore đó, họ build là tất cả những nhà mới brand new như quý vị ha. Thì nó cái giá bên đó thì nó cao hơn, nó tầm khoảng 1.8 triệu cho đến 2.1 triệu. Bên này thì nó rẻ hơn là tại vì nhà bên này diện tích nó nhỏ và nhà cũ ha. Với cái giá mà họ rao là 1.425.000 thì vẫn thấy là cũng khá sát với giá thị trường rồi. Quý vị không nên trả lên quá nhiều quý vị ha. Nếu mà thích lắm thì trả lên cỡ 1.500.000 thôi. Tại vì Phương thấy cái khu vực này giá thị trường thì nó tầm khoảng 1.4 triệu cho đến 1.5 triệu là cùng quý vị. Tại vì cái nhà này thì nó chỉ có 1.648 square feet thôi ha. Đó. Rồi, đây là những cái phòng ngủ nè quý vị ha.
có một cái điểm yếu của cái nhà này á, cái nhược điểm mà Phương để ý là cái nhà này nó nằm ngay cái đường lớn, thì hồi nãy Phương đứng ngay cái phòng mà master bedroom đó, Phương đóng cái cửa lại, Phương nghe thử cái tiếng xe nó chạy qua lại á, thì nó cũng còn hơi nghe nghe cái tiếng xe quý vị hơi ồn một tí. Thì thành ra quý vị nào mà khó ngủ vào ban đêm mà cần cái sự yên tĩnh á, thì cái này là một cái điều đáng quan tâm nha quý vị ha. Đó. Thì cái đường phía sau là cái đường Elish đó quý vị. Đó. Thì điện chút mình ra cái bát da mình coi nha. Đây, thì toàn đây là còn phòng tắm nè, ha. Phòng tắm chính của nhà, hồi nãy là cái phòng tắm bên trong kia là của master bedroom, nhà này là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm nha quý vị. Rồi. Nói chung là cái nhà này là Phương thấy là về cái bản thân căn nhà là Phương rất là hài lòng, rất là thích, là tại vì cái design đó như nãy Phương nói không, cái ở ngoài cái phòng nhà bếp, cái khu vực nhà bếp dining room phòng khách là Phương thích nhất, không có gì để chê cả đó. Và quý vị nếu mà muốn mà quý vị có con cái mà đang trong độ tuổi đi học đó, thì đây là một cái nơi mà phải nói là rất là hoàn hảo để mình có thể định cư ở đây cho con cái đi học sau này á, vào cái môi trường rất là tốt nha quý vị đó. Và cái vị trí đi đâu nó cũng tiện hết đó quý vị, ở đây là ngay trung tâm rồi, không có thiếu một thứ gì hết ha, bệnh viện, trường học, rồi trung tâm mua sắm ăn uống đây rất là gần ha. Có một cái mà mình lưu ý á, là hồi nãy Phương đi vào á, ngay cái chỗ mà đi xuống cái living room á, là nó có cái bậc đi xuống, thành ra là quý vị hãy cẩn thận ở chỗ đó đi xuống mà không không để ý là bị té đó nha quý vị ha. Rồi thì đây là cái khu vực back door nè, cái giao phía sau nè quý vị, thấy Phương thấy cũng còn khá là nhiều đất ha, mình không biết là có thể xây được một cái ADU nhỏ nhỏ phía sau ha, nếu mà điều kiện mình đáp ứng được mấy cái setback đó. Thì là cái đường nó nằm kế bên nè quý vị đó, quý vị thấy không. Rồi thì bản thân căn nhà Phương thấy là rất là ok ha, nó chỉ có một vài cái điểm yếu là nằm gần đường lớn thôi đó. Căn nhà này Phương không có chê vào đâu được, rất là thích quý vị đó. Ok, đây là cái bát da rất là đẹp ở phía sau ha. Có bãi cỏ này nọ nè ha, tường hai bên là bằng gạch hết ha, đất vuông vức nữa quý vị. Nhà rất là thoáng ha, có nhiều cửa sổ rồi trần cao, đó là những điểm đặc điểm mà ưu điểm của căn nhà này. Rồi Phương xin dừng cái video đây, nếu như nghe thích cái video này của Phương thì xin hãy ủng hộ channel này của Phương nha quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị, chào quý vị.